Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin VNews ngày 21 tháng 7. Hôm nay, câu lạc bộ Trẻ Lộ Bàn Thổ G99 Mốt Club đã tổ chức giải đấu mừng sinh nhật 1 tuổi trên sân Gốc Long Biên, Hà Nội. Giải đấu mừng sinh nhật 1 tuổi. Câu lạc bộ Lộ Bàn Thổ có 112 golfer, trong đó có 70 golfer là thành viên câu lạc bộ và các khách mời tham dự. Các golfer thi đấu tại 4 bảng A, B, C, D chia theo giải handicap. Mỗi golfer tham dự có cơ hội nhận nhiều giải thưởng giá trị. Trong đó ấn tượng nhất vẫn là giải thưởng Hole in One tại hố số 5B với xe Camry 2023 dành cho golfer đầu tiên ghi được Hole in One. Sẽ có nhiều năm nữa, câu lạc bộ Lộ Bàn Thổ sẽ tổ chức các sinh nhật nhiều lần khác và mình sẽ mong là càng ngày thì phong trào của golf trẻ càng đi lên và đặc biệt là những bạn sinh năm 90-91 sẽ tham gia nhiệt tình hơn. Với slogan Lưỡng Thổ Thành Sơn, câu lạc bộ golf nhà mặt phố đã quy tụ được gần 100 golfer trẻ tuổi đồng niên 90-91 mệnh Lộ Bàn Thổ với hy vọng sẽ tạo ra kết nối tuyệt vời trong nhiều mặt của cuộc sống. Giải Major cuối cùng trong năm The Open Championship đã chính thức khởi tranh trên sân Royal Liverpool, Anh. Trong ngày thi đấu có thể sẽ là ngày đẹp nhất và yên tĩnh nhất của giải. Ba người chơi kết thúc 18 hố với cùng số điểm âm 5 là Christo Lambrecht, Tommy Fleetwood và Emiliano Grillo. Dưới đây là những yếu tố đáng xem trong ngày thi đấu của thứ hai của The Open. Liệu Christo có thể duy trì phong độ? Christo Lambrecht chính là bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu đầu tiên của The Open 2023. Với những cú phát bóng mạnh mẽ đến 363 yard, golfer nghiệp dư người Nam Phi đã hoàn thành vòng đấu đầu tiên với 66 gậy âm 5, trong đó có 7 điểm birdie. Đây là kết quả mở màn tốt nhất của một golfer nghiệp dư tại The Open. Kể từ khi Tom Lewis ghi được 65 gậy âm 5 tại giải đấu diễn ra ở St. George's vào năm 2011, việc duy trì phong độ sẽ là một thử thách lớn đối với golfer cao 2m1 này. Chức vô địch có thể khó khăn, nhưng trong cuộc đua golfer nghiệp dư xuất sắc nhất giải, Christo Lambrecht là người nắm lợi thế nhất bởi anh có cách biệt lớn so với các đối thủ khác. Ai sẽ tiếp tục nuôi hy vọng chiến thắng cho người Anh? Đã hơn 20 năm kể từ khi Sir Nick Faldo vô địch The Open năm 1992, chưa có golfer người Anh nào đăng quang tại giải đấu này. Tommy Fleetwood đã nói vào thứ Tư về việc tưởng tượng về chiến thắng tại The Open trên đất nước mình 1 triệu lần. Sau màn khởi đầu thuận lợi, có lẽ anh còn nghĩ nhiều hơn nữa về chiến thắng mà theo anh sẽ là món quà dành cho người mẹ đã mất đúng 1 năm trước. Fleetwood đã thi đấu xuất sắc ở 9 hố cuối vòng 1 với 3 birdie liên tiếp từ hố 14 đến 16 và màn trình diễn này sẽ khiến số lượng người hâm mộ theo dõi anh vào ngày thứ 6 càng tăng. Một golfer người Anh khác là Matthew Jordan, thành viên của Royal Liverpool, người đã phát bóng khai mạc giải năm nay, cũng đang có điểm số âm 2. Đây sẽ là hai niềm hy vọng lớn cùng với Richard Plant, Oliver Wilson. Các golfer sẽ vượt qua hố 18 thế nào? Nhiều cuộc bàn luận đã mở màn ra sau vòng 1 về hố đấu cuối cùng của Royal Liverpool. Hố 18 par 5, nơi mà Justin Thomas mất đến 9 gậy. Còn Tai Chikho kết thúc với tròn 10 gậy. Một số ít mắc triple bogey ở đây. Tuy nhiên, đây chưa phải hố đấu khó nhất sân khi nhiều golfer đã có thể ghi birdie và kết thúc vòng đánh của mình một cách tốt đẹp. Trong đó, có hai golfer dẫn đầu, Christo Lambrecht và Emiliano Grillo. Thành công ở hố đấu này sẽ lại là một yếu tố quyết định vào ngày thứ 6. McIlroy và Hovland hy vọng tiếp tục đà thăng hoa. Rory McIlroy và Victor Hovland đã cùng nhau thi đấu ở cặp đấu cuối cùng tại St. Andrews năm ngoái, nhưng lần này họ sẽ phải đấu tranh để vượt qua đối thủ. Họ thi đấu ở các nhóm liền kề vào ngày mở màn, và cả hai đều phục hồi ở những hố đấu cuối cùng. McIlroy đã ghi 2 birdie liên tiếp ở hố 14 và 15, trước khi cứu một điểm par tuyệt vời ở hố 18, khi anh cần 2 gậy để thoát khỏi bunker. Trong khi Hovland lấy lại được 3 birdie ở hố 11, 12 và 16 để kết thúc vòng 1 với điểm âm 1. Cả hai đều có thể tạo ra một vòng đánh kỳ diệu có thể đưa họ vào cuộc đua cuối tuần và hy vọng rằng nó sẽ đến vào ngày thứ 6.
những golfer tên tuổi nào sẽ bị loại. Đây là một cuộc trò chuyện diễn ra hàng năm ở mỗi giải Major trong vòng 2, và năm nay sẽ không khác. Với không nhiều điểm khác biệt giữa nhiều người dẫn đầu bảng xếp hạng, có thể sẽ là một ngày căng thẳng đối với một số golfer khi nhà vô địch Highland Parret Harrington nằm trong một nhóm tên tuổi lớn, bao gồm John Rahm, Justin Rowe, Dustin Johnson và Bryson DeChambeau với số điểm dương 3. Ở vòng 1 The Open, một tình huống hài hước mà có lẽ chỉ Victor Hovland mới cảm nhận được. Khi anh đang chuẩn bị thực hiện cú đánh, thì bỗng nhiên một chú chim bay qua và thả thứ gì đó vào tay của anh. Hovland sau đó đã phải nhờ Caddy lấy khăn để lau tay. Đây là một tình huống hài hước, cũng có thể là may mắn cho Hovland, để anh trở lại ở 9 hole sau với 3 birdie và kết thúc vòng đấu với âm 1 gậy. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Xin cảm ơn Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo Thế hệ mới AI Clip, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải pháp Xử lý Dữ liệu VB đã tài trợ giọng đọc và MC cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.